chào mọi người nha nay em quay cho các bác xem là một bộ uh, chiếu ngựa của cầm hồng hàng phe cận tự nhiên bộ này thì nó rất là đẹp luôn hiện tại kích thước của nó đang phe là một mét tám dài 18 tám mét dài là ba mét hai đó hàng chuông sụn với lại màu nước màu nó rất cực kỳ là đẹp luôn đó cái này là màu gỗ của nó nha Nên này thì em sẽ quay cận cho các bác xem này cận bên này thì nó hơi vác một xíu nhưng mà qua bên này thì uh, qua bên này thì cạnh nó gần như nó khá là đứng nha, đây cật bên này, đó rất là đứng luôn. thì cái này thì uh, em quay một đoạn video ngắn nên là em quay lại cho các bác xem. thì cái bộ này hiện tại đang bán với giá là 66 triệu là ba ship cho các bác chân kê đầy đủ. bác nào mà quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp cho em, đó.